Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cây dưới mồ côi nằm ở giữa một cái tràng đất trong thung lũng của một quả núi. Cây dưới này thì có từ ngày còn mình còn bé các bạn. Từ hồi mình còn nhỏ đã thấy đó rồi. Và nó gắn liền với những cái câu chuyện về những cái ngày thời còn cải cách, địa chủ thường bị nôi ra đây để bắn. Nó có một cái vẻ đẹp mà vừa lãng mạn vừa mạnh mẽ. Một cây dưới mồ côi nằm giữa chẳng đất của một cái thung lũng, xung quanh là núi. Nó gợi lại những cái hình ảnh thực sự rất đẹp, đơn giản thôi nhưng mà rất lãng mạn, làm cho chúng ta nhớ về một cái cánh đồng của ngày thơ ấu. Các cụ ngày xưa có kể lại là ngày xưa thời còn cải cách, ở làng mình là lên địa chủ, có một vài người địa chủ và người ta bị lên thành phần và được lôi ra cái khu vực này người ta bắn. Qua rất là nhiều thời gian rồi, bao nhiêu những thợ săn cây đã tìm đến đây nhưng mà người ta thường thường là người ta cũng không đào. Thực ra dân chơi cây thì đối với những cái cây mà người ta chỉ đào những cái cây ở trong thiên nhiên thôi các bạn ạ. Còn người ta thực sự người ta rất kiêng kỵ những cái cây mà trong đền chùa miếu mạo, hoặc nó thường gắn với một cái sự kiện sự việc nào đó đấy, là người ta sẽ không bao giờ người ta đào. Các bạn chơi cây thì cũng đừng bao giờ lấy những cái cây ở ngoài đền chùa miếu mạo về nhà mình mà chơi, không tốt đâu. Nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả, nó chỉ mang lại những cái điều xúi quẩy cho gia đình thôi. Do vậy riêng dân chơi cây thì ở những cái khu vực đền chùa miếu mạo rất là nhiều cây cảnh đẹp, nhưng mà hầu hết người ta không đào, người ta không mang về. Tôi không nan man nữa, mình quay lại chủ đề với cây dưới này. Cây dưới này thì thực sự là nó rất già rồi, thân rất đẹp. Thân lắc cũng rất đẹp các bạn. Thân dưới gốc lắc rất điệu. Lên đây nó tạo trẻ ra. Nhìn ở bên, khi mình quay thì chắc chắn nó sẽ không lớn bằng bên ngoài đâu, nhưng các bạn hình dung là nó sẽ to hơn khoảng gấp 2 lần, gần 2 lần cái xô mà người ta đựng sơn các bạn ạ. Vòng tay của mình nó cũng rơi vào tầm cỡ khoảng một vòng, hơn hai vòng, hơn hai găng tay với đo được cái bán kính chiều rộng của một bên các bạn. Rất già rồi. Cây này mà có điều kiện mà mạnh dạn thì vẫn có thể mang về chơi được, bởi vì thực sự nó rất đẹp. Nhưng mà chưa ông thợ nào dám đào cả. Bên kia là thung lũng của dãy Tam Đảo. Và dãy Tam Đảo nằm tít mờ xa, tít phía đằng kia. Để các bạn nhìn, mờ xa đằng kia. Đây thì người dân người ta cứ ra cành nào người ta chặt đi cành đó. Lá nhỏ xíu các bạn. Thường thường thì dưới thì mọi người hay có cái khái niệm là dưới lá to, dưới lá nhỏ. Nhưng mà thực sự mình tìm hiểu thì không phải như vậy đâu. Nó nhỏ là bởi vì nó cằn cỗi, nó đã thành tay thành bông rồi thì nó sẽ nhỏ đi. Còn khi mà nó buông ra, nó phóng cành ra để nó lớn ấy, thì đấy các bạn nhìn này, nó cũng rất to.
những cành non thì lá thường to, và những cành đã già rồi, tay bông người ta làm già rồi thì lá sẽ rất nhỏ. Hoặc các bạn hình dung là những cái cây dưới mà ở bờ ruộng ấy, châu bò hay ăn ấy, thì lá nó nhỏ xíu ra, bởi vì nó cứ lên lá nào là châu bò nó ăn chỗ đó. Chơi dưới thì người ta chơi cả lá và thân các bạn ạ, lá càng nhỏ càng tốt. Thân nó rất già rồi các bạn, nó to gần gấp đôi cái xô sơn, cái xô mà người ta đựng sơn này các bạn, nổi u cục hết lên. Dưới đế nó hơi lắc một tí, các bạn nhìn kỹ này. Nếu chúng ta đào về thì đào sâu xuống và cho nổi đế lên thì thân chỗ này nó sẽ rất lắc. Đây, nó lắc nghiêng lên này. Những con trâu con bò nó ăn, nó làm cho những cái vạt lá bên này trụi và ra lá nhỏ răm nhỏ xíu. Nhìn quay thế này thì chúng ta không thể nhìn thấy được kỹ, nhưng mà tay rồi cành của nó trong này lắc rất đẹp. Cây này mà về mà cắt tỉa lại, chỉ cần cắt tỉa lại một chút thôi, tạo một chút tay cành thôi, tay bông thôi, thì mình sẽ có một cái cây trực chuẩn. Thường thường những cây già như thế này thì người ta thường để lộ thân các bạn ạ, không chơi bông tay kín thân như những cây còn non. Những cây già này nó đẹp một cái cách cổ kính, cổ thụ. Do vậy là người ta thường chơi thân thôi và chơi đế. Đế của những cây như thế này thì mình biết chắc là dưới rễ nó rất đẹp. Thường thường các dân chơi thì người ta sẽ đào về và người ta bỏ để lộ rễ ra. Đấy, còn trong này thì rễ đã chìm xuống dưới đất rồi. Khi về thì sẽ tạo tác để lộ đế ra. Một cái cảnh cây dưới dáng trực quân tử nằm giữa một cái thung lũng, xung quanh bao bọc là núi, rất là lãng mạn. Mình chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thân ái, chào các bạn.